Hòa chung không khí của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng ngày 5 tháng 9, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đã dự lễ khai giảng tại trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông trên địa bàn phường Mạo Khê. Cùng dự lễ khai giảng có đồng chí Vũ Văn Học, Bí thư thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, Năm học 2015-2016 vừa qua là năm đánh dấu phát triển đi lên của trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông trong việc nâng cao chất lượng giáo dục với tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 99,1%, học sinh đỗ cao đẳng đại học trên 70%, trong đó đại học trên 45%. Nhà trường có một học sinh đạt huy chương đồng môn cầu lông tại hội khỏe và đồng toàn quốc, được sở dục và đào tạo tỉnh tặng giấy khen. 15 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, 68 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường. Nhà trường tiếp tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc được Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh tặng cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu thi đua khối trung học phổ thông. Sau khi dự lễ khai giảng năm học mới tại trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh đã đến thăm cơ sở vật chất tại trường mầm non Hoa Phượng trên địa bàn phường Mạo Khê cùng đi các đồng chí Vũ Văn Học, Bí thư thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, đồng chí hải dương tỉnh ủy viên phó bí thư thị ủy chủ tịch ủy ban dân thị xã thăm trường mầm non hoa phượng đồng chí phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh đặng huy hậu đã ghi nhận và biểu dương những kết quả thành tích trong công tác giảng dạy học tập của nhà trường trong năm học qua đồng chí phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh đề nghị cấp ủy đảng chính quyền địa phương các cô giáo các bậc phụ huynh và gia đình cần dành nhiều sự quan tâm hơn nữa đến các cháu thiếu nhi nhi đồng đặc biệt các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tạo môi trường học tập tốt nhất cho các cháu